gì đây? Kiến ba khoang. Kiến ba khoang. Kiến ba khoang. Cũng là loài kiến, nhưng kiến ba khoang khiến nhiều người sợ hãi vì nọc độc của chúng mạnh gấp 12 đến 15 lần nọc độc của rắn hổ mang. Con gì đây? Cuốn chiếu. Cuốn chiếu. Cuốn chiếu. Cuốn chiếu thuộc động vật chân đốt, sống ở môi trường ưa tối và ẩm ướt. Vì thức ăn của cuốn chiếu chủ yếu là cây khô và xác bã thực vật. Với mật độ nhỏ, cuốn chiếu là sinh vật có lợi đối với cây trồng. Con gì đây? Con ruồi. Con ruồi. Con ruồi. Con ruồi là loài côn trùng có cánh, thường xuyên bám đậu tại những khu vực mất vệ sinh. Ruồi là một loài ký sinh trùng, ruồi gây phiền toái cho con người, có thể mang lại cho con người nhiều bệnh tật. Con gì đây? Con sâu. Con sâu. Con sâu. Sâu xanh ăn lá là một loài côn trùng gây hại, làm ảnh hưởng đến cây trồng. Bài học đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh nhé. Bye bye.